Hôm nay mợ Tư sẽ ăn lẩu mắm cào lu, lẩu mắm cù lao. Lẩu mắm cù lao là lẩu mắm được nấu ở nhà hàng cù lao. Ai là dân Nam Bộ chắc chắn đã quá quen với món lẩu này, còn không quen thì thôi. Nước lẩu này được làm từ cá sặc, có khi không làm từ cá sặc. Mợ Tư rất là kén ăn, tính mợ Tư ăn như mèo ngửi. Con dâu ơi! Bì cuốn là bì được đem đi cuốn. Sợi bì ngọt, thính thơm chứ không dơ như thính của cà rốt. Chấm với nước mắm, ai thích thì chấm, không thích thì ngốn. Chả giò miền Tây, miền khác làm cũng được. Chả giò có nhân là đậu xanh, tôm thịt, khoai môn. Nghe mợ Tư nhà giòn rơm rớp, đừng có ai nói là chắc là không giòn đâu. Gỏi ngó sen, tai heo, tôm thịt là gỏi có ngó sen, tai heo, tôm, thịt. Ăn vào để cảm nhận ngó sen thơm mùi ngó sen, tai heo thơm mùi tai heo, tôm thơm mùi tôm, thịt thơm mùi thịt. Hôm nay mợ Tư sẽ ăn hạt dẻ. Hạt dẻ được mua ở thỏ hạt dẻ này nè. Đó, thấy chưa? Thấy dữ chưa? Tách vỏ hạt dẻ rất là dễ. Cứ làm như mợ Tư là được. Hạt dẻ nhà thỏ được rang sỏi biển nên vỏ thì rất giòn, còn hạt dẻ thì rất thơm. Nhìn dĩa hạt dẻ ngon y như mợ Tư vậy đó. Mợ Tư tận dụng bộ móng của mình để ăn hạt dẻ. Tay mợ Tư ăn chân gà nên hơi rung, nhưng mà không sao. Bởi vì hạt dẻ rất là ngon, rất là thơm, rất là bùi, rất là béo. Đây là món sườn non nấu hạt dẻ, nấu tiêu xanh, nấu ngò rí, nấu đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, hành, tiêu, tỏi, ớt. Hạt dẻ chứa nhiều chất dinh dưỡng, người ăn chay ăn rất tốt, người không ăn chay ăn cũng rất tốt. Mẹ bầu ăn rất tốt, mẹ không bầu ăn cũng rất tốt. Anh lẹ đi cho miễn coi. Đâu? Mau lên đi, đưa đây đi. Hạt dẻ cũng có thể ăn với mứt dâu, trét mứt lên, rồi ai muốn ăn hạt dẻ thì ăn, ai muốn ăn mứt thì ăn. Còn không thì lấy hạt bên ngoài ăn. Chúng ta cũng có thể nấu sữa hạt dẻ. Mợ Tư vô tình làm rơi một cái tẩm. Sữa hạt dẻ rất tốt, nên mợ Tư uống hết những tinh túy ở trong ly. Mợ Tư tiếc cho những tinh túy, nên vỗ vỗ để hứng trọn những gì còn sót lại. Mợ Tư tặng hắn để kêu con sen rải muối xuống. Không ngờ nó rải lên đầu mợ Tư. Do đang quay hình nên mợ Tư chỉ liếc nhẹ nó một cái rồi bỏ qua. Mợ Tư rất thích vắt chanh, nhất là vắt chanh bỏ giỏ. Mợ Tư ăn mực ống mà tưởng đâu mình đang ăn hải sản. Mợ Tư nhai mực ống như là nhai đầu người yêu cũ. Có bao nhiêu, mợ Tư dồn hết vô cái bản họng mình bấy nhiêu. Con sen tiếp tục rải muối để mợ Tư làm xoài lắc ăn. Mợ Tư lắc 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 lắc. Đặt nhiêu? Hả? À, quên xoài lắc. Mợ Tư cắn miếng xoài lắc muối tôm. Xoài nó thơm mùi xoài, còn muối tôm thì nó thơm mùi muối tôm. Mợ Tư là một người đam mê đỏ đen, nên mợ Tư ăn trái cây cũng lựa trái nào có màu đỏ với màu đen. Bình thường mợ Tư ăn rất chậm, nhưng chỉ cần có mẹ chồng ở nhà là mợ Tư ăn rất nhanh. Nhìn nè, nhìn mợ Tư bẻ cái trứng lòng đào ra nè. Ui ui, thấy nó ngon chưa? Con quỷ sen nó rải muối hơi nhiều, nhưng mà mợ Tư cũng ráng trợn tròn con mắt lên húp. Mặn nha, mặn. Nhưng mà ngon lắm mấy đứa ơi. Không tin thì mua hũ muối về ăn thử đi. Nó ngon còn hơn ăn người yêu cũ nữa đó. Hôm nay mợ Tư ăn bánh tráng phơi sương nè. Bữa giờ mợ Tư giấu bịch bánh tráng ở dưới gầm giường. Đợi hôm nay mẹ chồng đi quánh tướng sắt, mợ Tư mới lén lấy ra ăn. Cái này là bánh tráng phơi sương, nên ăn vào nó dẻo y như bánh tráng đem đi phơi sương vậy đó. Thấy mợ Tư làm vậy hay không? Chứ mợ Tư thấy hay nên mợ Tư làm hoài à. Ai chịu không chịu thì thôi đó. Tốp mỡ ở trong cái hũ, nhưng tại mợ Tư ngựa đổ ra cái ly tai gấu, mợ Tư mới chịu ăn. Mợ Tư ăn thử một cục, ăn thử hai cục, mợ Tư thấy ngon nên úp sọt hết đống tốp mỡ vô bản họng của mợ Tư. Nhờ cái nết ăn này mà cậu Tư mới cưới mợ Tư đó. Mợ Tư test thử bánh tráng phơi sương ăn với bắp xào. Cắn thử một miếng mợ Tư thấy cũng đặn, nên mợ Tư cầm luôn cái chảo xúc cho nó nhanh. Mợ Tư xúc y như là thợ hồ xúc cát, xúc xi măng đem đi xây nhà vậy đó. Con gà từ trong trứng chui ra, nên ăn bánh tráng không thể nào thiếu trứng. Nhìn nó bệt bệt vậy thôi, chứ ăn nó cũng bệt lắm á. Ăn hai quả trứng lòng đào mà, chứ đâu phải ăn một trứng đâu mà sợ. Mợ Tư vừa ăn vừa coi World Cup và luôn cổ vũ hết mình cho đội Việt Nam. Tự nhiên Tết cái mợ Tư thèm trà sữa ngang vậy đó. Nên mợ Tư mua set trà sữa bên Minashi về tự nấu uống nè.
Tính Mợ Tư kén ăn kén uống nên nấu ly trà sữa nhỏ gọn như đây thôi ạ. Mợ Tư hút một hơi muốn lòi cái bản họng gì đó. Cái bánh pudding này nó mịn hơn cái mặt của Mợ Tư nữa. Tự nhiên thấy trà sữa này nó ngon, nhưng mà không có ngon bằng Mợ Tư đâu nha. Nói chung Mợ Tư cũng đang giữ eo cho nên không dám uống nhiều. Có trà sữa dâu nữa nè. Ăn mấy sâu cá viên uống chung với trà sữa, ta nói là nó nhức cái vùng dưới cánh tay dữ lắm luôn. Dù ngon như thế nào, Mợ Tư cũng phải ăn một cách từ tốn. Có trà sữa thái xanh nữa nè. Cái đùi gà này là Mợ Tư giật đầu cậu Tư dậy, bắt cậu Tư đi mua cho Mợ Tư ăn. Đang ăn thì có thằng cháu nó lợi sinh, nên Mợ Tư cắn một miếng rồi nhường phần còn lại cho nó. Tính của Mợ Tư là vậy đó, thảo ăn thảo uống dữ lắm. Thằng cháu nó dãy đuổi 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 uống trà sữa nên Mợ Tư nhường cho nó luôn. Uống trà sữa là phải có bánh lăng ăn chung. Tính Mợ Tư ăn như mèo ngửi nên chỉ ăn có 3 cái bánh lăng thôi. Sợ thằng cháu lại xin trà sữa tiếp nên Mợ Tư nốc hết phần còn lại trong ly. Ăn bánh lăng xong, Mợ Tư ra lăn vài cái cho có không khí Tết. Lăn xong, Mợ Tư thấy mình mệt thấy mẹ vậy đó. Bye bye mấy đứa, Mợ Tư đi vô thở gấp đây. Dạ, hôm nay Mợ Tư ăn khô heo. Được một ngày mẹ chồng đi vắng, Mợ Tư ở nhà mở nhạc quẩy banh nóc từng nhịp beat như thấm vô máu của Mợ Tư. Em đây thông minh không cần đôi co, hoa xinh chân lên đưa anh bôi cho. Anh không muốn nghe hai từ thôi mò. Nghe rap một hồi mỏi cổ, Mợ Tư chuyển qua ăn khô gà coi cải lương. Mợ Tư đắm mình vào cảm xúc của nhân vật. Mợ Tư rầu, thúi ruột, thúi gan. Anh không cần em trả lại những ngày. Mợ Tư thấy chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nên Mợ Tư lấy da heo ra nhai và nghe bolero để cảm nhận cuộc sống. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui, bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Lúc Mợ Tư tỉnh dậy cũng là lúc 4:30, Mợ Tư lấy mít sấy ra ăn và nghe bài hát yêu thích của mình. Trong lòng Mợ Tư hồi hộp chờ đợi, không biết hôm nay mình quy hoàng hay là điêu tàn. Tết nên Mợ Tư ngựa ngựa đội mấn. Mấy đứa nhìn coi có ra giống ôm gì không? Tết nên Mợ Tư rất là thích ăn mứt dừa. Tại vì mứt dừa nó có mùi dừa. Hồi nhỏ Mợ Tư không biết, Mợ Tư tưởng mứt dừa được làm từ trái dừa. Nhưng mà sau này lớn lên, Mợ Tư mới biết mứt dừa được làm từ trái dừa. Mợ Tư đang hứng hạt dưa từ trên trời rơi xuống nè. Mợ Tư ăn hạt dưa ngược đời lắm. Mợ Tư toàn ăn cái ruột bên trong, bỏ cái vỏ bên ngoài không à. Mợ Tư cắn hạt dưa mà cứ tưởng mình đang cắn cái móng tay. Nãy giờ Mợ Tư cắn cái móng tay mà cứ tưởng mình đang cắn cái hạt dưa. Thôi, cắn cái gì cũng được, miễn sao không cắn lưỡi là được rồi. Ý quên, tự nhiên Tết mà Mợ Tư ăn nói xà lơi quá đi. Ngày Tết, Mợ Tư rất thích ăn dưa hấu. Và ngày không Tết là ngày bình thường đó, Mợ Tư cũng rất thích ăn dưa hấu. Ai ăn dưa hấu mà nuốt hột thì sẽ bị mọc lên cây dưa hấu. Đó, thấy chưa? Mợ Tư mới nuốt hộp là đã mọc lên cây dưa hấu rồi kìa. Hồi trước, Mợ Tư làm bartender, còn bây giờ Mợ Tư bỏ nghề đó rồi. Mợ Tư chuyển qua nghề bắn pháo bông. Không tin hả? Hôm nay Mợ Tư đập ống heo của mẹ chồng để mua áo dài Tết mặc nè. Tự nhiên thấy thèm mấy món Tết ngang vậy đó. Tết xuất phát từ chính hương vị căn bếp nhà mình, chứ ở đâu xa. Lúc trước ở với mẹ, Tết mẹ nấu cho ăn. Bây giờ có chồng rồi thì kêu con Sen nó nấu, để ăn thử coi nó nấu có ra giống ôm gì không nha. Khi ăn món thịt kho hột vịt này, ta sẽ cảm nhận được không khí hòa thuận sum dày. Hột vịt trong món này được để nguyên, ngụ ý một năm mới trọn vẹn và đầy đủ. Con Sen nó nói nó nêm món này bằng hạt nêm cờ no nên ăn cũng ngon quá chứ. Nhìn lạp xưởng cục cục là thấy Tết rồi nè. Lạp xưởng thường nối với nhau thành sâu, nhìn rất giống sâu tiền, thể hiện mong ước may mắn, giàu sang. Chiên lạp xưởng không bỏ dầu mà bỏ nước thì sẽ rất ngon. Con Sen nó biết tính Mợ Tư ham ăn hốt uống, cho nên nó cắt rời ra để Mợ Tư ăn nó lịch sự. Ăn mấy món Tết là Mợ Tư lại nhớ mẹ. Món Tết truyền thống ở mỗi gia đình
đều sẽ có một đặc trưng riêng. Dù cho đều là những món rất quen thuộc, nhưng dưới bàn tay của mẹ, cùng bí quyết riêng được lưu giữ, thì món Tết nhà luôn đặc biệt hơn bao giờ hết. Cái món củ kiệu này nó có mùi rất là củ kiệu luôn. Mợ Tư rót nước mắm để chấm củ kiệu. Gia nhân nó sợ nước mắm bắn lên người mợ Tư, nên nó lấy áo mưa che cho mợ Tư. Mợ Tư tra Google, thấy người ta nói món củ kiệu này tượng trưng cho tiền bạc, sự vinh hoa phú quý trong năm mới. Cho nên mợ Tư táp thật nhiều củ kiệu để mong mình có thật nhiều tiền. Bánh tét Tết người ta ăn không hết, người ta hay đem lên chiên lắm. Mẹ mợ Tư nói bánh tét chiên chấm với sữa đặc ăn cũng rất là ngon. Bánh tét có màu xanh với màu vàng như màu của đồng quê, gợi cho người ta niềm mơ ước an cư lạc nghiệp. Mà đâu phải muốn an cư lạc nghiệp là dễ đâu. Cuộc đời nó sẽ dồ dập mình như cái cách mợ Tư đang dồ dập cái bánh vậy đó. Tham gia challenge tinh túy vị xuân, nấu món Tết cùng Cờ No để ăn duyên dáng và nền nã như mợ Tư nha.